Và sau đây xin kính mời cùng quý vị cùng Diễm Liên bước vào phần tin có liên quan đến Việt Nam và cộng đồng hôm nay. Kính thưa quý vị, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố ông ta sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu không được Tòa án Cộng sản trả lời đơn yêu cầu miễn hình phạt. Đây là tin từ Việt Nam. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Facebook Trần Huỳnh Duy Tinh loan tin cùng ngày 30 tháng 11, gia đình ông đi thăm tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6 ở Nghệ An thì được biết ông Thức đang tuyệt thực sang ngày thứ Bảy. Nguyên nhân tuyệt thực của ông Thức đó là để phản đối Tòa tối cao Cộng sản không tôn trọng pháp luật, không trả lời đơn yêu cầu miễn hình phạt còn lại cho ông Thức gửi đi vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 và đơn đề nghị phúc đáp được ông Thức gửi vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Vì vậy, ông Thức đã thực hiện tuyệt thực với tuyên bố sẽ tuyệt thực đến chết nếu không nhận được đơn trả lời của Tòa án tối cao Cộng sản. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết gia đình ông đề nghị Tòa án tối cao Cộng sản xem xét giải quyết và trả lời đơn của ông Thức để ông Thức ngừng tuyệt thực, không phải chết ở trong tù. Có lần ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực kéo dài đến 34 ngày là vào tháng 9 năm 2018 là để yêu cầu nhà cầm quyền phải thượng tôn luật pháp, trả tự do cho ông theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Ông Trần Huỳnh Duy Thức là tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam, được nhiều người cảm phục bởi ý chí đấu tranh chưa bao giờ lùi bước hay thỏa hiệp với nhà cầm quyền Cộng sản. Ông Thức cũng đã nhiều lần từ chối đi định cư tại ngoại quốc và quyết tâm ở lại Việt Nam với mong muốn xây dựng đất nước tự do, dân chủ, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, đến nay, ông Thức đã ngồi tù hơn 10 năm với bản án là 16 năm tù giam. Kính thưa quý vị, ân xá quốc tế nói Facebook và Google đồng lõa với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt và đàn áp. Đây là tin từ London. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International nói rằng Facebook và Google, YouTube đã đồng lõa với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt trực tuyến và đàn áp người sử dụng hai nền tảng xã hội này tại Việt Nam. Trong báo cáo dài 78 trang công bố vào ngày 1 tháng 12, ân xá quốc tế nói Facebook và YouTube đã trở thành bãi săn cho những kẻ lừa đảo và kiểm duyệt do nhà nước bảo trợ và là công cụ kiểm duyệt và quấy rối người dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kiểm duyệt trực tuyến bao gồm chặn nội dung bị coi là chỉ trích chế độ Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam, trong khi Hà Nội đang phát triển các chiến lược tinh vi trên các nền tảng này để quấy rối người dùng hàng ngày trong im lặng và sợ hãi. Ân xá quốc tế nói Google và Facebook nên làm nhiều hơn nữa để đẩy lùi sự kiểm duyệt và tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, thay vì tập trung vào việc duy trì doanh thu tại Việt Nam bằng cách tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook mới được công bố cho thấy Facebook đã hạn chế 834 đăng tải theo yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm nay so với con số là 198 của cả năm 2019. Việt Nam, với dân số hơn 95 triệu và có khoảng 60 triệu người sử dụng Internet, là thị trường béo bở của Facebook cũng như là Google. Theo một số nguồn tin, Facebook có hơn 1 tỷ Mỹ Kim doanh thu từ quảng cáo tại Việt Nam chỉ trong vòng một năm, kính thưa quý vị. Và Microsoft cho rằng tin tặc Việt Nam có liên quan đến chiến dịch phần mềm độc hại khai thác tiền điện tử. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 11, hãng Microsoft cho biết gần đây các tin tặc được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hậu thuẫn đã bị phát hiện phát triển phần mềm độc hại nhằm khai thác tiền điện tử cùng với các bộ công cụ gián điệp mạng thông thường. Thông tin này nêu bật lên xu hướng ngày càng tăng trong ngành kỹ thuật an ninh mạng vì ngày càng có nhiều nhóm tin tặc do nhà nước hậu thuẫn can thiệp vào các hoạt động tội phạm mạng thông thường, khiến cho việc phân biệt tội phạm có động cơ tài chính với các hoạt động thu thập thông tin tình báo trở nên khó khăn hơn. Theo tờ ZDNet đưa tin, nhóm được hãng Microsoft theo dõi mang tên Bismuth là một nhóm người Việt Nam hoạt động từ năm 2012 và được biết đến rộng rãi hơn với cái tên như APT32 và Ocean Lotus. Nhóm này chủ yếu điều hành các hoạt động phức tạp cả ở ngoại quốc và ở Việt Nam
với mục đích là thu thập thông tin để giúp cho nhà cầm quyền Cộng sản đối phó với các quyết định về chính trị, kinh tế và đối ngoại. Tuy nhiên gần đây thì Microsoft quan sát thấy sự thay đổi trong chiến thuật của nhóm này trong suốt mùa hè vừa qua. Trong các chiến dịch từ tháng 7 cho đến tháng 8 năm 2020, nhóm này phát triển hệ thống khai thác tiền điện tử Monero nhắm vào các công ty tư nhân và các tổ chức chính phủ ở Pháp cũng như là Việt Nam. Hiện nay thì vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể về việc tại sao nhóm có thể thay đổi như trên. Microsoft đưa ra hai giả thuyết rằng nhóm này đang ngụy trang cho các cuộc tấn công hoặc là nhóm đang thử nghiệm các cách mới để tạo ra doanh thu. Và kính thưa quý vị, người đàn ông Estonia đã bị phạt 9 Mỹ Kim vì quấy rối tình dục một phụ nữ Việt Nam. Sự phẫn nộ đã bùng lên trên mạng xã hội Việt Nam sau khi một người đàn ông Estonia bị phạt 200.000 đồng Việt Nam, tương đương khoảng 8.60 Mỹ Kim, vì đã quấy rối tình dục một phụ nữ ở Sài Gòn vào đầu năm nay. Sự việc được camera giám sát ghi lại xảy ra trong thang máy của một chung cư ở quận 2 vào khoảng 8 giờ tối ngày 11 tháng 7. Theo VN Express, người đàn ông nước ngoài 44 tuổi và người phụ nữ 36 tuổi đã quen biết trước khi sự việc xảy ra. Như đã thấy trong đoạn phim an ninh, người đàn ông đã vỗ vào mông người phụ nữ khi cô ấy ra khỏi thang máy và người đàn ông còn bị cáo buộc đã nói những lời tục tiểu về chủng tộc. Chồng của người phụ nữ đã yêu cầu một lời xin lỗi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, người chồng chỉ nhận được những lời lăng mạ và thậm chí là đe dọa bạo lực. Không giống như hiếp dâm, quấy rối tình dục không phải là một tội phạm tại Việt Nam. Thay vào đó, hành vi này được coi là vi phạm hành chính với lời nói và hành vi khiếm nhã. Và người vi phạm bị phạt từ 100.000 cho đến 300.000 đồng, tương đương khoảng 430 cho đến 12.90 Mỹ Kim. Theo tờ Nextrack đưa tin, thì gần đây người phụ nữ trên đã quyết định gửi đơn tố cáo đến cảnh sát. Sau một cuộc điều tra nhanh, thì người đàn ông bị yêu cầu trả 200.000 đồng Việt Nam, tương đương khoảng 8 đô la 60 cent. Anh ta cũng đã xin lỗi người phụ nữ và thề sẽ dọn ra khỏi căn nhà. Người dùng mạng xã hội Việt Nam rất tức giận vì mức phạt quá nhẹ với hành động quấy rối tình dục như trên, kính thưa quý vị. Sau đây là một thông báo giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lương năm 2020. Theo thông cáo báo chí của đảng Việt Tân, thì giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng được đảng Việt Tân thiết lập vào năm 2018, mang tên một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước. Ông Lê Đình Lượng bị chế độ độc tài Cộng sản kết án 20 năm tù trong tháng 10 năm 2018. Mục tiêu của giải thưởng nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2020 với chủ đề Cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận như là một lời kêu gọi hỗ trợ cho những nhà hoạt động, nhà báo, Facebooker bị sách nhiễu, đàn áp, bắt giam vì chuyển tải thông tin về các hành vi cướp đất, đàn áp dân chúng để trục lợi của giới quan chức Cộng sản Việt Nam. Ngày công bố kết quả tuyển chọn vào Ngày Quốc tế Nhân quyền ngày 10 tháng 12. Kính thưa quý vị, buổi hội thảo và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 tại Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Tự do New South Wales, nước Úc và livestream ở trên Facebook Việt Tân vào lúc 1 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều, kính thưa quý vị. Và một lần nữa là những thông tin thương mại rất ngắn. Diễm Liên sẽ trở lại ngay với phần tin văn nghệ và đời sống hôm nay.